4 giai đoạn trong tình yêu. Đây là thứ mà khi mình biết được mình sẽ có thể hiểu có những cái yếu tố nào ảnh hưởng tới một cái tình yêu lâu dài. Nhiều bạn sẽ suy nghĩ là ủa, mới thích thì thích, yêu thì yêu thôi chứ có những cái giai đoạn nào này nọ nó kia nữa hả? Mình thấy thích xong rồi yêu xong rồi cưới xong rồi xây dựng gia đình. À, đó là những suy nghĩ của những người hiện nay mới đang crush thôi, mới đang thích yêu đương thôi. Còn có khi những bạn mà đã từng yêu lâu rồi, hoặc những bạn cũng đã ở trong mối quan hệ rồi, mình cũng sẽ bắt đầu dần nhận ra là à, cái cảm giác thích yêu đó không đủ chút nào hết để thực sự đi cùng với nhau trong một mối quan hệ lâu dài và bền vững. Nên trong video clip này tôi sẽ chia sẻ với mọi người 4 giai đoạn để có một tình yêu lâu dài. Thật ra là tôi cũng có làm một cái video clip về chủ đề này, nó có tên là 6 dấu hiệu là bạn đã tìm ra được đúng người. Mọi người có thể coi lại ở đây. Và trong video clip đó ngày xưa cũng chia sẻ dựa trên những kinh nghiệm đúc kết được trong mối quan hệ của mình. Sau này nhìn lại mới học thêm những cái điều mới và có một cái khái niệm thấy rất là hay của một cái tác giả tên là Matthew Hussey. Ông là người chuyên về lĩnh vực về dating, về relationship và những mối quan hệ nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân gia đình, sau này là một cái người rất nổi tiếng trong lĩnh vực đấy. Nên là ông có tóm lại thành những cái giai đoạn mà khi mà tôi thấy là ồ, cái này hay quá. Mình thấy nó cũng rất là click với mình. Và đúng là những cái thứ này khi mà mình áp dụng và trải qua nó một cách vô tình thôi, trong cái quá trình mà mình yêu đương rồi có mối quan hệ, sau này là vợ chồng, con cái nữa, thấy đúng quá, cũng tổng hợp lại thành những cái điểm này điểm kia để chia sẻ trong video clip kia rồi. Nhưng mà cái này nó có cái hệ thống rất là rõ ràng. Đúng là một cái người chuyên expert trên một lĩnh vực nào đó có khác. Thì họ có làm rõ lại để mà mình dễ theo dõi hơn, nên xin mượn cái concept đấy để chia sẻ lại với mọi người. Nên 4 giai đoạn đó như sau. Giai đoạn số 1 tên là admiration. Admiration là mình ngưỡng mộ người khác. Nó cách khác gần gũi hơn là lúc mà mình đang crush người khác, thích người khác. Và ở giai đoạn này thậm chí là cái người kia cũng chưa biết sự tồn tại của mình luôn, cũng không biết là rốt cuộc là mình là ai, mình như thế nào. Họ có cảm giác mình chỉ là ngưỡng mộ một chiều thôi. Trong giai đoạn này có khi là tình đơn phương ấy, thấy mình crush người ta, mình thấy người ta đẹp quá, dễ thương quá, thì có sự thu hút nào đấy mình thấy là hay khiến trái tim mình đập loạn nhịp hơn, thì nó là một chiều thôi. Đó là giai đoạn số 1. Và có rất nhiều người dừng lại giai đoạn số 1 này nha. Và sẽ có nhiều người qua được giai đoạn số 2. Đó là giai đoạn mutual attraction, là thu hút lẫn nhau. Bạn thích tôi thích bạn. Bạn thấy ở điểm này có cái gì thu hút, cái người kia cũng có thu hút lại cái gì đó với mình. Đó là lúc bắt đầu cái quá trình tương tác, rồi thả thính, ở gần với nhau hơn. Đó là giai đoạn số 2. Giai đoạn số 3 là giai đoạn commitment, là giai đoạn chốt đơn. Chốt đơn ở đây có thể là quyết định là ok, mình sẽ là người yêu của nhau, hoặc thậm chí là đi tới hôn nhân luôn, sẽ là vợ chồng của nhau. Commitment, chốt, ok, thích nhau lâu quá rồi, biết là mình thích nhau, còn chuyện xa hơn tính luôn bây giờ luôn. Đó là giai đoạn số 3. Và hầu hết mọi người nếu mà có nhìn lại thì sẽ đi qua 3 giai đoạn đấy. Nhưng còn một giai đoạn số 4 là giai đoạn rất là quan trọng mà Matthews có nhấn mạnh. Nên dùng cái giai đoạn số 4 này, cái tiêu chí này, thậm chí là cho những giai đoạn đầu tiên luôn, thì cái xác suất mình chọn đúng người ngay từ ban đầu, cái xác suất mình không bị quá cảm tính, cái xác suất mình có một cái tình yêu lâu dài cao hơn rất là nhiều. Giai đoạn số 4 gọi là compatibility, tạm dịch là cái sự tương thích. Giống như là mình cài một phần mềm gì mà tương thích với hệ điều hành vậy đó, nếu nó không tương thích nó sẽ không chạy được. Tương thích ở đây có thể tạm hiểu là mình có mục tiêu chung, mình có tầm nhìn chung, mình có những giá trị chung với nhau hay không. Từ những cái nho nhỏ như là mình có thích ăn những món ăn chung, thích coi những cái thể loại phim chung, nghe những loại nhạc chung, cho tới những quyết định rất là lớn, mà đây là rất là quan trọng về chuyện là có một cái hôn nhân chính thức với nhau hay không. Tại vì ngày hôm nay có những người thích, có những người không, có muốn có con không. Vì ngày hôm nay có những người muốn là ok, là cưới nhau thôi, vui vẻ thôi, và thực sự hạnh phúc thôi, chứ không muốn có con. Có người là thích có con trẻ trong nhà, rồi thích mấy đứa, rồi thích sống ở đâu, thích sống ở thành phố, hay là thích về quê gần gũi với ba mẹ, với thiên nhiên, rồi mục tiêu trong công việc, rồi có những cái ước mơ mình muốn đạt được, quan điểm về việc sử dụng tiền bạc như thế nào. Có nhiều cái quyết định chung mà nếu mà không có sự tương thích, đó là thứ rất là mệt mỏi khi đi về lâu dài. Nên đây là cái mà mọi người hay nói nôm na là về là gió tầng nào gặp mây tầng đó, hoặc là môn đăng hộ đối. Đối riêng với tôi thấy nó là đúng. Không tin về chuyện là lọ lem sẽ cưới hoàng tử, bởi vì nó không có môn đăng hộ đối. Không chỉ là về giàu nghèo, không chỉ là về học thức, người này học cao hơn người kia, người này có nhiều tiền hơn người kia, mà cái quan trọng nhất trong gió tầng nào gặp mây tầng đó là cái trong hai thứ là tư duy và giá trị. Và cái tư duy của mình có cùng cái suy nghĩ đó hay không, rồi cái giá trị là những thứ mình tin nó là đúng, là những từ những giá trị đó mình mới đưa ra những cái quyết định cho bản thân của mình. Mà nếu mà nó không khớp nhau thì sẽ rất là khó để đi lâu dài.
Mà khi nhìn lại bốn cái này, tôi thấy là ở thời học sinh của mình nó chỉ dừng lại ở giai đoạn số 1. Rồi lên thời đại học cũng thích một người khác, nó cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn số 1. Cho tới khi mà có cái mối quan hệ sau này, mối quan hệ mà tới được giai đoạn số 2 là mutual attraction. Tôi thích người kia cũng thích lại. Một người đó sau này cũng đi cùng với nhau tới cái mức độ thứ 3 luôn, là commitment luôn, chốt đơn luôn, là người yêu của nhau và là vợ chồng, và sống với nhau trong suốt khoảng thời gian vừa qua gần chục năm trời rồi. Và nhìn lại trong suốt cái khoảng thời gian đó có rất là nhiều những cái khó khăn, có rất nhiều những cái cãi vã, có rất nhiều những cái thứ mà xung đột xảy ra trong đời sống của vợ chồng. Thứ mà nhìn lại giữ được nhau tới thời điểm này nó cũng đúng là đến từ cái yếu tố số 4, là cái sự tương thích lẫn nhau. Bởi vì có những cái chung với nhau thì tương thích khá là tốt. Từ chuyện quan điểm là có con hay không, tụi tôi có con muộn, mà mãi sau này mới bắt đầu có con, và cả hai đứa đều cảm thấy rất là thoải mái về quyết định đấy. Chuyện quan điểm về bên nội bên ngoại như thế nào cũng hiểu cho nhau, không có phân biệt bên nào hết, trao đổi rất là rõ ràng thẳng thắn về chuyện tiền bạc, không có tiền này thấy là giúp cho bên nội thì cho bên nội, tiền này cho bên ngoại thì cho bên ngoại, mùa lễ này về bên nào là rủ cả hai bên cùng lên, thích sống ở đâu. Cả tôi và vợ của mình thì thích sống ở thành phố, không thích về quê, và cảm thấy rất là happy với nhau tới thời điểm này, bởi vì nó có nhiều cái sự tương thích. Và như có chia sẻ với mọi người luôn là tương thích cả về môn đăng hộ đối, thiệt luôn là ngay ban đầu tôi thấy là tôi không có cùng tầng với vợ của mình luôn. Tư duy của vợ mình trong lúc đầu còn vượt xa hơn, bởi vì lúc đầu là làm chung với nhau trong công ty, cho nên nhân viên, vợ của lúc đó cũng là quản lý rồi, và là người rất là lanh lợi, linh hoạt, có nhiều mối quan hệ, làm những cái dự án, kết nối phòng ban với nhau, rồi có những tư duy trong công việc rất rất là khác, làm việc rất là nhanh. Tôi làm hoài vẫn không xong, giai đoạn đầu khi đi làm vẫn bị sếp chửi. Đó là thứ mà tôi thấy không ổn chút nào hết nếu về lâu dài. Nên là mình rất là cố gắng, không chỉ để khẳng định bản thân của mình, để mình thăng chức, mình tiến lên, tư duy của mình tốt hơn, vị trí của mình cao hơn, mình làm được nhiều việc hơn để cho mình. Mà ngay từ ban đầu tôi nghĩ đó là cái rất là quan trọng để mình có thể sánh ngang hàng với vợ của mình, để ngày hôm nay có thể thấy là ồ, mình cũng giỏi, vợ mình giỏi, mình cũng giỏi, có thể có cùng cái tư duy trong công việc, trong cái việc là phối hợp với nhân viên, với đội nhóm, với thực hiện công việc chẳng hạn. Thì cái đó là thứ mà rất 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 là quan trọng. Thì đó là cái sự tương thích đã có từ trước. Và một thứ mà mới phát sinh gần đây thôi, đó là sự tương thích trong cái chuyện là hỗ trợ và giúp đỡ cho con của mình như thế nào. Vì con tôi khi mà nó sinh ra thì nó bị chàm. Ngày hôm nay rất là nhiều những đứa nhỏ bị viêm da cơ địa, nên nó sẽ nổi những cái chàm lên trên mặt của mình, nhìn rất là tội. Sẽ có hai cái hướng, đúng không? Một cái hướng là chữa theo tự nhiên, là ăn uống rồi đó, dưỡng ẩm cho nó thôi, là để nó thực sự chữa lành từ bên trong. Thì đó là một cái hướng. Hướng thứ hai là bôi liền cái thuốc nào đó từ bên ngoài vô để cho nó bớt. Thì trong lúc đầu thì tôi là người rất là ủng hộ cái việc là phải từ bên trong ăn uống cho đúng, cái đó không sao đâu, đó là một phần quá trình của nó, rồi từ từ nó hết. Thì nhưng mà vợ tôi thì cũng hiểu, ok, cũng đúng là như vậy, nhưng mà rất rất là lo lắng. Vì một cái người mẹ mà nhìn đứa con nó mới cũng đó khoảng mấy tháng tuổi thôi mà nó cứ mặt nó cứ nổi lên cái này, nổi lên cái kia, đỏ chẳng hạn, cũng thấy rất là xót. Nên là cũng hiểu về cái chuyện kia là đúng, nhưng mà thôi, hay là cứ bôi, tìm thuốc bôi chét lên đi cho nó bớt xuống trước cái đã, rồi ăn uống đúng sao được không. Thì hai bên cũng có những giai đoạn rất là căng thẳng với nhau. Có những ngày tôi vẫn còn nhớ là sáng thức dậy, vừa thức dậy cái mà vợ nhìn qua và nhìn thấy con mình cái là bắt đầu chảy rất hai hàng nước mắt, bởi vì thấy cái là không thể nào chịu nổi, bởi vì quá là tội nghiệp đi, là khóc. Thậm chí mỗi buổi sáng nhìn vô đây là khóc. Phải tìm cách là nếu mà chỉ nói quan điểm cá nhân thôi thì có khi là cũng khó mà thuyết phục lẫn nhau, nên là đi tìm tới những bác sĩ chuyên môn. Mới đầu là tìm hiểu trên mạng thôi, và cả hai vợ chồng quyết định đi tới tận nhà bác sĩ luôn. Bác sĩ giải thích, cả hai cùng hiểu. Mà hiểu nhau hơn là lúc đó, nhưng mà sáng ngày hôm sau, trong những ngày đầu tiên cũng khóc nữa. Vì hiểu là hiểu về lý trí, trái tim chưa chịu nổi. Rồi là cũng tiếp tục như vậy. Cho tới khoảng 1-2 tháng sau nữa mới bắt đầu quen dần hơn. Và ngày hôm nay cả hai vợ chồng mới thực sự thống nhất với nhau một cái hướng tương thích trong cái việc là mình sẽ nhìn nhận cái vấn đề viêm da cơ địa của con như thế nào, và rất là thoải mái khi nhìn thấy cái sự chuyển biến của nó tới ngày hôm nay. Ăn gì, uống gì, khi nào mình cần sức thuốc không, hoặc khi nào không cần, và mỗi ngày bắt đầu hiểu và quen dần hơn với chuyện đó, không còn bị quá nhiều cảm xúc nữa. Đó là một cái thống nhất rất 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 là lớn trong cái việc mà nuôi con. Và mà ngay cả trước khi mà cưới nhau, ngay cả khi đã cưới nhau rồi, tôi cũng không ngờ là sẽ gặp phải những vấn đề giống như vậy. Vì đã chuẩn bị trước sự tương thích là nuôi con là không được chửi bới nó, đúng không? Không được có
Nên khuyến khích động viên nó, không nên nuông chiều nó nhiều quá. Rồi nếu nó té thì để nó tự đứng dậy, nếu nó ăn thì để nó tự ăn nha, sẽ không ép nha. Thì những cái quan điểm về nuôi dạy con thì đã tương thích với nhau từ rất lâu trước đó rồi, được test thể nghiệm qua những lần nuôi cháu, đang tự tin tràn trề rồi. Ok, tự nhiên cái nó bị cái đó, khi nhìn lại thì thấy nó một thử thách để mà mình tiếp tục tương thích với nhau hơn nữa, và khi vượt qua thì nó lại càng thấy là gắn chặt với nhau hơn, để thấy được một nền tảng là sau này nếu có những việc khác chắc là mình cũng sẽ vượt qua được. Đó là lý do mà khi nghe tới cái mô hình này, tới cái chữ đó một lần nữa thấy là đúng, ít nhất là đúng với mình, và mình lấy cái dấu hiệu là compatibility, cái sự tương thích ngay từ ban đầu để chọn lựa và tiếp tục nỗ lực cố gắng chiến đấu để tương thích với nhau nhiều hơn nữa trong những giai đoạn sắp tới, là một cái tiên quyết, một yếu tố tiên quyết của việc có một mối quan hệ lâu dài và bền vững hay là không. Nên các bạn có thể comment xuống phía dưới xem tới thời điểm này khi mà nghe về cả bốn giai đoạn này thì mối quan hệ của mình đang ở giai đoạn số mấy, comment xuống phía dưới xem, hoặc là mối quan hệ ngày xưa của mình đã từng có nằm ở mức độ số mấy, comment xuống phía dưới để trao đổi cùng với nhau xem. Khóa học Public Speaking của anh Huỳnh Duy Khương, xây dựng sự tự tin thông qua kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trong vòng 8 tuần. Tìm hiểu ngay khóa học ở dưới link mô tả. Và nếu tóm lại các chia sẻ cùng với nhau thì xin kết lại bằng một cái câu nói ngày xưa đã từng đọc được từ thời sinh viên, từ những ngày đau khổ trong chuyện tình yêu và thấy nó deep hay, và tới tận ngày hôm nay thấy là nó cũng đúng thiệt, gửi đến mọi người để cùng nhau suy ngẫm. Đó là yêu nhau không phải là ngồi nhìn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng. Nghĩa là không chỉ dựa trên cái quyết định cảm xúc giữa hai người nhìn nhau qua lại, yêu nhau, thích nhau quá thì nó ở mức độ số 2 thôi, mà là cùng nhau nhìn về một hướng, là tìm đến sự tương thích để cùng nhau làm những việc này, cùng nhau thảo luận những chuyện kia và đi cùng với nhau trong một cái hướng, thì đó là thứ sẽ lâu dài hơn rất là nhiều.